Khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 11, một vụ cháy xảy ra tại khu nhà sử dụng làm cửa hàng kinh doanh ra, bối, nệm ở đường Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ban đầu, lửa bùng phát ở tầng 1 khu nhà xây dựng dạng ống, sau đó lửa lớn bùng lên kèm theo khói đen nghi ngút. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã huy động toàn bộ lực lượng chữa cháy ở thành phố Quy Nhơn và khu vực lân cận với 11 phương tiện, 140 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy, do vụ cháy có tính chất phức tạp. Ở khu vực trung tâm đô thị đông dân cư với nhà cửa san sát nhau nên công tác triển khai dập lửa theo phương án bao vây, khống chế không cho cháy lan đi đến dập tắt dứt điểm. Đến khoảng 11 giờ 15 phút lửa lớn được dập tắt hoàn toàn, thời điểm xảy ra vụ cháy tại khu nhà trên có một nhân viên đang bán hàng nhưng may mắn thoát nạn. Lực lượng công an đang khoanh vùng hiện trường vụ cháy để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, toàn bộ vật dụng, hàng hóa trong khu nhà đều bị thiêu rụi, tường vách ám khói đen.